Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích tác phẩm Tiếng hát con tàu của Trấy Lân Viên. Những người yêu thơ Việt Nam không ai là không biết đến Trấy Lân Viên. Thơ Trấy Lân Viên có phong cách độc đáo, có vẻ đẹp trí tuệ, luôn có ý thức khai thác triệt để những tương quan đối lập, giàu chất suy tưởng, triết lý với thế giới hình ảnh, đa dạng phong phú đầy sáng tạo. Tập thơ xuất sắc kết tinh tư tưởng và nghệ thuật thơ Trấy Lân Viên trên con đường thơ cách mạng là Ánh sáng và Phù sa năm 1960, và bài thơ Tiếng hát con tàu được rút từ tập thơ này. Tiếng hát con tàu được gợi cảm hứng từ một sự kiện kinh tế chính trị xã hội, cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc vào những năm 1958-1960. Bài thơ trước hết gây ấn tượng bởi bốn câu thơ lời đề từ: Tây Bắc ư có riêng gì Tây Bắc, khi lòng ta đã hóa những con tàu, khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát, tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu. Bốn câu thơ làm lời đề từ xuất hiện ngay sau nhan đề với nhiệm vụ thể hiện tư tưởng, cảm xúc bao trùm toàn tác phẩm. Với kết cấu là một khổ thơ, lối hỏi đáp, lời đề từ đã tỏ rõ khát vọng đi xa, đi đến bất kỳ nơi đâu khi tổ quốc cần. Tây Bắc trong khổ thơ vừa để chỉ địa danh, vừa để tượng trưng cho những vùng đất xa xôi. Con tàu là biểu tượng cho khát vọng đi xa để hiến dâng, phục vụ, để vận động cho khát vọng ấy là những lời mời gọi lên tàu. Tác giả sử dụng những câu hỏi tu từ vừa tăng tính hối thúc dục dã, vừa thể hiện sự bâng khuâng, không biết đi hay ở. Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng? Câu hỏi tu từ này vừa để hỏi tác giả, vừa để hỏi mọi người. Sau khi hỏi, nhà thơ lại đưa ra hoàn cảnh đối lập. Bạn bè đi xa anh giữ trời Hà Nội. Nhưng với quan niệm chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép, Trấy Lân Viên đã khẳng định được mối quan hệ giữa văn học và cuộc đời. Văn học phải gắn liền với cuộc đời, ta phải mở lòng với cuộc đời. Một hồi đắn đo băn khoăn lên tàu Tây Bắc, cảnh sắc mảnh đất Tây Bắc đã hiện ra trước mắt người đọc. Nhà thơ đã dùng ngòi bút của mình để ngợi ca xứ thiêng liêng rừng núi đã anh hùng, mảnh đất đã thấm máu giỏ, này lần nữa hồi sinh trở lại, trái chín đầu xuân. Một sự sống mới bắt đầu sau 10 năm kháng chiến, 10 năm qua như ngọn lửa. Tác giả so sánh 10 năm ấy như ngọn lửa, nối sáng không chỉ dân tộc Việt Nam mà còn soi đường đi đến thắng lợi. Ngọn lửa ấy còn trường tồn vĩnh cửu với thời gian, nghìn năm sau còn được soi đường. Hình ảnh đặc biệt xuất hiện trong khổ thơ này là mẹ yêu thương. Mẹ ở đây chính là mảnh đất Tây Bắc, là những bà mẹ Việt Bắc, bà mẹ của Tổ quốc. Cách xưng hô con đã thể hiện sự kính trọng và khát vọng được trở về với nhân dân của tác giả. Một trong những nét đặc sắc nội dung của bài thơ này là khái niệm nhân dân. Dưới lời thơ của Trấy Lân Viên, nhân dân hiện lên rất gần gũi, trước hết là những hình ảnh so sánh liên tiếp. Dòng suối mát lành đón nai về suối cũ, hơi ấm mùa xuân cho cỏ rụi bật mầm, ánh thiểu quang cho én bầy trao liệm, bầy sữa ngọt ngào cho bé thơ đói lòng. Và cánh tay nhẹ đưa nôi mềm cho giấc ngủ say, những hình ảnh rất đỗi quen thuộc này đã khiến cho khái niệm nhân dân trừu tượng trở nên dễ hiểu. Nhân dân vừa là vật chất, vừa là tinh thần, trở về với nhân dân là hoàn toàn hợp lý, đúng lẽ tự nhiên. Mặc dù đoạn thơ giàu triết lý nhưng đậm chất trí tuệ, không những không khô khan mà còn giàu hình ảnh. Nhân dân không chỉ được miêu tả bởi những hình ảnh đẹp, mà còn là những con người quen thuộc, người anh du kích, người nhường cơm xẻ áo, là mế, bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người mẹ nuôi cán bộ mùa dài. Nhân dân là người em liên lạc, mưu trí dũng cảm, là người em vắt xôi nuôi quân em giấu giữa rừng. Đất Tây Bắc tháng này không có lịch, bữa xôi đầu còn tỏa nhớ mùi hương. Nhân dân là những con người sống nghĩa tình thủy chung. Trong tác phẩm này, Trấy Lân Viên còn nêu ra triết lý, đó là nỗi nhớ trong tình yêu. Trong tình yêu, nỗi nhớ như quy luật của đất trời, như đông về nhớ rét. Tình yêu đẹp và cao quý như cánh kiến hoa vàng. Tình yêu còn có khả năng làm con người thay đổi, như xuân đến chim rừng lông trở biếc. Tình yêu ấy còn khả năng diệu kỳ hơn, đó là đất lạ hóa quê hương. Tình yêu có thể khiến những người đang yêu, yêu lấy một mảnh đất hoàn toàn xa lạ, yêu mảnh đất ấy như chính quê hương mình. Trong thơ Trấy Lân Viên luôn chứa đựng triết lý như thế. Không chỉ là nỗi nhớ trong tình yêu, Trấy Lân Viên còn nhớ cảnh vật. Tác giả nhớ đến những cảnh vật quen thuộc mang nét đặc trưng của vùng đất Tây Bắc. Nhớ bản Sương Răng, nhớ đèo Mây Phụ, nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương.
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Bằng nỗi nhớ này, nhà thơ thể hiện khát vọng trở về với nhân dân, trở về với những kỷ niệm nghĩa tình để đền ơn đáp nghĩa. Kết thúc bài thơ là một khổ thơ như lời vận động, lấy cả những cơn mơ, ai bảo con tàu không mộng tưởng, mỗi đêm khuya không uống một vầng trăng. Lòng ta cũng như tàu, ta cũng uống mặt hồng em trong suối lớn mùa xuân. Tiếng gọi đất nước của nhân dân, của đời sống trở thành sự hối thúc bên trong, trở thành lời dục dã của chính lòng mình. Đến với Tây Bắc là về với chính mình, tìm lại chính mình, nay trở về lấy lại lòng ta. Đến với Tây Bắc là trở về với ngọn nguồn của hồn thơ, của cảm hứng sáng tạo. Tây Bắc ơi, người là mẹ của hồn thơ. Khổ thơ sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ, độc đáo, làm cho khổ thơ càng thêm tính gợi hình và gợi cảm, có chiều sâu và chạm đến trái tim người đọc. Những lời bộc bạch của Chế Lan Viên trong tác phẩm Tiếng Hát Con Tàu đã cho người đọc thấy những hình ảnh tốt đẹp của Tây Bắc, nơi không chỉ có cảnh sắc và tình người, nơi ấy còn có lòng cảm hứng của thi ca mang trong mình sức hấp dẫn ấy. Tây Bắc đã đại diện cho những vùng đất xa xôi nhưng tràn đầy hy vọng. Bằng nhiệt huyết của mình, Chế Lan Viên đã đưa người đọc đến gần với Tây Bắc hơn và đã góp phần vận động họ xây dựng kinh tế ở nơi này. Trên đây chúng ta vừa phân tích tác phẩm Tiếng Hát Con Tàu của Chế Lan Viên. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ để theo dõi những clip tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.